trận đấu trường thứ tư kỳ 164 giữa Nguyễn Đức Dũng và Phạm Đức Huy. Trận này Huy chấp nhận 3 bóng. Xét 1. Huy giao bóng 1-3. Xét 1, như vậy tỷ số là 1-0, tạm thời nghiêng về cho Phạm Đức Huy. Trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai giữa Huy và Dũng. Tỷ số là 9 đều, Huy nắm vào bóng. Và 11-9, như vậy tỷ số là 2-0, tạm thời nghiêng về cho Huy. Sang đấu thứ 3, trận đấu trường thứ 4, kỳ 164 giữa Dũng, Nguyễn Đức Dũng và Phạm Đức Huy. Tỷ số giờ đang là 2-0 nghiêng về cho Huy. Trận này Huy đang chấp đứng 3 bóng, 1-3. Thank you.
6. Sáu, tám. Sáu, chín. Chín, bảy. Mười, bảy. Mười một, bảy. Kết thúc set 3, tỷ số giờ là 3-0 tạm thời cho nghiêng về cho Phạm Đức Huy. Bây giờ là set đấu thứ tư, trận đấu trường thứ tư kỳ 164 giữa Phạm Đức Huy, Nguyễn Đức Dũng. Tỷ số toàn cục đang tạm thời là 3-0 nghiêng về cho Huy. Set 4, Huy gieo cho bóng trước 0-3. Quả đánh trái, né trái đánh phải, né phải đánh trái ra ngoài 4-0. Bốn một. Kết thúc set 4 với phần thắng là 11-9, 11-8 cho Dũng. Như vậy tỷ số toàn cục bây giờ là 3-1 vẫn nghiêng về cho Huy. Bây giờ là set đấu thứ 5. Oh!
Bóng rất đẹp của Dũng. Và như vậy trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 4-1 cho Phạm Đức Huy.